Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Bạn nghĩ rằng đây là gì? Thật sự không phải là súng ống nguy hiểm như nhiều bạn đang nghĩ đâu. Đây là một chiếc bật lửa hình súng siêu hiếm. Vì hiếm có khó tìm nên anh thanh niên này muốn phục hồi lại nó. Xem với vẻ ngoài như thế này thì nó có thể đẹp đến mức nào? Dùng bàn chải quay tay đủ mọi tư thế, loại bỏ hết lớp cáu bẩn phía ngoài ra. Tiếp đến anh sẽ tháo bánh xe đánh lửa này. Đây là những vị trí nhạy cảm nên cần phải thật sự cẩn thận. Dỉ sét đã lâu, thế nhưng nhờ tất cả đều bằng đồng, nên hư hại cũng không nhiều. Để đảm bảo có thể giữ được hoàn hảo vẻ đẹp này, anh muốn tháo ra mọi thứ còn phải giữ nguyên. Vì thế, nếu xịt chống dỉ không thể phát huy hiệu quả, anh chuyển sang dùng lửa, sử dụng lý thuyết nóng nở lạnh co để xử lý. Thật may mọi thứ vẫn còn có thể tháo ra được, dù rằng hơi tốn sức một chút. Phần tay cầm đã bị một lớp dỉ sét dày đeo bám, anh dùng con dao nhỏ, nạy từng chút một, rồi kỳ cọ hết lớp cáu bẩn đó đi. Bạn xem, đây có thể là bao da cũ từng được sử dụng để bọc phía ngoài. Ai từng sở hữu chiếc bật lửa này thì chắc chắn là đại gia có tiếng thời đó đấy. Sau khi cọ rửa hết lớp dỉ sét phía ngoài, anh tò mò kiểm tra mấy viên đạn, trông cũng hoành tráng nhỉ. Tuy rằng không biết đây là loại đạn gì, nhưng anh hoàn toàn yên tâm vì chúng chỉ là đồ trang trí mà thôi. Anh thanh niên tiếp tục tháo những bộ phận còn lại, tất cả đều chỉ cần dùng lửa nung nóng, rồi nhẹ tay lắc lắc là sẽ tháo được ra. Những bộ phận nhỏ được anh gom chung lại, sau đó cho vào máy để làm sạch. Bạn đừng xem thường những hạt sạn bé xíu kia. Khả năng đánh bóng là đỉnh của chóp đấy. Trong lúc đợi máy làm sạch chốt nhỏ, anh đưa những bộ phận lớn hơn đến chỗ máy phun cát ở áp suất lớn, thổi đến đâu là làm sạch triệu để đến đấy. Trong quá trình này nó bắt mắt và hài lòng thật chứ. Chiếc bật lửa này có vẻ đều làm bằng đồng, nên chỉ mới làm sạch xương xương đã cực kỳ bắt mắt và không còn mắc kẹt nữa rồi. Ông anh này kỹ tính thật sự, ngay cả giấy nhám để sử dụng cũng được anh chọn lựa kỹ càng cho từng công đoạn, quay tay đánh phía ngoài xong. Anh lôi lên một quả máy gì đó, trông điệu bộ cực kỳ bí ẩn và đầy tò mò đấy nhỉ. U là trời, tưởng thế nào, hóa ra đó là máy mài bóng. Anh dùng hợp chất tạo độ bóng cả lên máy trước, rồi đưa những bộ phận của bật lửa vào trong. Bạn xem cực kỳ ra gì và này nọ phải không? Soi gương dễ dàng luôn nhé, đỉnh thật sự chứ. Quay lại với chiếc máy đang làm sạch những bộ phận nhỏ, anh đổ chúng ra ngoài và bạn xem, có phải đã rất sạch sẽ rồi không? Thế nhưng vì đã một thời gian dài không hoạt động, nên một số chốt đang hơi mắc kẹt một chút, anh cẩn thận tháo chốt bé xíu đó ra. Rồi bắt đầu mài rũa để làm sạch từng khớp nối một, ông anh này kiên trì thật đấy, đường tình anh thua chứ đường rũa mấy cái này thì anh đây là đỉnh nhất rồi nhé. Chiếc bánh xe để đánh lửa này cực kỳ quan trọng để độ trơn tru hoạt động tốt, sau khi quay tay thì phần bánh xe đó cũng xong. Vì phần thân chiếc bật lửa đã bị phá hủy khá nhiều, anh phải tìm ra một vài bộ phận mới bằng cách lục lọi tủ đồ lôi ra một chiếc bật lửa cũ. Anh mượn tạm chiếc lò xo và hòn đã lửa, lắp vào chiếc bật lửa đang tái chế, và đây rồi, thử một chút xem nào, cũng có vẻ ổn áp đấy chứ nhỉ. Vật vã suốt cả buổi thì những bộ phận cơ bản đã được hoàn thành, anh khoan một lỗ cho cò súng, gì chứ khoan vào lỗ thì anh đây là bậc thầy rồi. Anh bôi một lớp keo gì đó rồi lắp chốt vào, sau khi dùng máy khò thì phần hàn đã khô lại, cần loại bỏ phần chất hàn dư thừa, nhưng có vẻ không dễ dàng cho lắm. Thế nhưng anh vẫn phải tiếp tục dùng keo hàn đó để lắp ráp những bộ phận đó vào đúng vị trí của mình. Rồi chỉ có thể dùng tay làm thủ công mà chà sạch, cuộc đời anh chỉ những phút giây đắm mình vào công việc như này thì mới thoát khỏi nóc nhà. Chứ cả đời bươn chải, vừa tìm được người muốn chăm sóc cả đời thì bị vợ ngăn cấm, kể từ đó, anh trở nên thu mình, chỉ biết cặm mặt vào mài rũa như thế này cả ngày mà thôi. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh cho bông, rồi đổ dung dịch bật lửa Zippo vào trong, luồn thêm một sợi bấc để châm lửa này, và mọi thứ đã xịn sò con bò rồi đấy. Cùng chờ xem cái kết cuối cùng như thế nào nhé. Từ một chiếc bật lửa dỉ sét đen đỏ, dùng mình một cái hóa thành một chiếc xịn sò như thế này đây. Bạn tò mò không biết dùng được hay không à? Đây là kết quả nhé, cực đỉnh phải không? Nhân một ngày cuối tuần mát mẻ, anh thanh niên rủ bạn gái đi chơi trò mạo hiểm, tưởng thế nào, hóa ra anh ta chơi trò nhặt kho báu các bạn ạ. Anh đã nhặt được kha khá các món đồ hay ho, chiếc vòng tay này mà tặng cho bạn gái thì hết ý. Khi quay lại mặt nước, bạn nhìn xem này, một chiếc hoa tai kim cương sáng loáng, trông uy tín thật chứ, anh lượm lặt đủ loại rác ở dưới đó. Nhưng cũng không quên thu gom được cả đống kính như mọi khi, ô kìa, nhìn này, một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi. Vẫn tiếp tục là rất nhiều kính bơi được anh nhặt được, lượn lờ thêm một lúc thì anh lại nhặt được một chiếc điện thoại khác. Nhưng chiếc này có vẻ đã cũ lắm rồi, cứ bế được món gì là anh giao nộp hết cho nóc nhà ở trên thuyền, rồi lại quay quả quay trở lại đáy hồ để tìm kiếm. Quá trình của anh ngày hôm nay đều ngập trong vếp, giới trẻ bây giờ lạm dụng món đồ này quá rồi, nó thật sự rất độc hại đấy các bạn nhé. Tình cờ anh lại lụm thêm được một chiếc điện thoại nữa, phần pin của nó đã phồng to lên, có vẻ như sẽ nổ bất cứ lúc nào. Vì thế thật may khi anh đã đưa được nó lên lúc này, pin điện thoại nổ sẽ gây ô nhiễm cực kỳ khủng khiếp cho môi trường nước. Sau cả ngày dài ngụp lặn, thì đây chính là thành quả ngày hôm nay của anh, 4 chiếc điện thoại, thử kiểm tra một chút nhé. Có một chiếc vẫn sạc được pin, và chiếc điện thoại này hoàn toàn khô ráo, anh gọi điện ngay cho chủ nhân của nó, và vui vẻ chuyển phát ngay nó quay về với chủ.
Chiếc điện thoại còn lại, người chủ cực kỳ sung sướng khi biết tin và muốn tự mình đến đó lấy. Đây đúng là kết quả trong mơ, vì khi đánh rơi điện thoại, họ gần như đã không còn hy vọng rằng có thể tìm lại được nữa. Các bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay? Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video sau nhé. Mèo ú yêu tất cả các bạn.